kim bằng xuyên việt đến hàng hải thế giới hết lần này tới lần khác là thân thể xuyên việt đến thần cốc nơi này nơi này hàng năm cử hành tàn sát trò chơi trong một lần tàn sát trò chơi kim bằng kết bạn hai người thành ba huynh đệ ở thần cốc sống sót trên đường ba huynh đệ cũng ăn động vật hệ ác ma quả là trải qua thí nghiệm chiết xuất sau đó có được một năm sau hệ thống của kim bằng được kích hoạt mỗi chuyển hóa một người có tiềm lực yêu tộc cường độ huyết mạch ký chủ tư chất tăng lên 50 lần. Mỗi một yêu tộc chân chính, cường độ huyết mạch ký chủ, tư chất tăng lên gấp trăm lần. Sau đó, Kim Bằng lấy bắt lấy một cái thiên long làm mồi nhữ, nuốt mất không ít CP9, thiên long nhân nô lệ về sau, ba người bị đặc biệt chiếu cố, nhốt ở địa lao. Ba người biến hóa, làm cho ngũ lão tinh có chút kinh ngạc. Ba người không bị phạt nặng. Sau đó, trong thời gian không tới vài ngày, là khắc tư liền tới thần cốc. Khi ba huynh đệ xuất hiện lần nữa, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Các ngươi cũng xứng cùng ta đàm phán chính nghĩa. Các ngươi biết chúng ta là như thế nào sống sót sao? Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương một. Yêu tộc buông xuống hệ thống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio trong ngục giam dưới lòng đất thần cốc kim bằng ngẩng đầu nhìn màn sáng trước mặt ký chủ ở trong thần cốc sống sót một năm thông qua khảo nghiệm hệ thống hệ thống kích hoạt thành công yêu tộc hàng lâm hệ thống ký chủ kim bằng trước mắt ký chủ yêu tộc huyết mạch cường độ không trước mắt ký chủ bị yêu tộc lực lượng cung cấp ngược mười trước mắt trung thành với ký chủ yêu tộc rèn luyện bội suất tăng lên năm mươi giữa số lượng yêu tộc trên thế giới hiện tại không điểm huyết mạch hiện tại. 30.000, nuốt vào thứ chứa nhiều huyết khí tinh hoa, có thể đạt được điểm huyết mạch. Tiêu hao huyết mạch điểm có thể đem động vật bình thường hệ ác ma quả, hoặc là động vật nhân tạo hệ ác ma quả chuyển hóa thành yêu tộc ác ma quả. Tiêu hao 5 lần huyết mạch điểm có thể đem một người trong cơ thể đánh vào trở thành yêu tộc tiềm lực gian. Mỗi chuyển hóa một người có tiềm lực yêu tộc, cường độ huyết mạch ký chủ, tư chất tăng lên 50 lần mỗi một yêu tộc chân chính, cường độ huyết mạch ký chủ, tư chất tăng lên gấp trăm lần. Đồng thời tất cả yêu tộc trung thành với ký chủ, tỷ lệ tu luyện tăng lên gấp 10 lần. Hệ thống này công hiệu rất đơn giản, chính là đơn thuần bồi dưỡng yêu tộc, điều kiện tiên quyết là đối phương nuốt vào động vật hệ loại trái ác ma. Sau đó đem động vật của đối phương hệ ác ma quả chuyển hóa thành yêu tộc ác ma quả. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp tiêu phí 5 lần huyết mạch điểm, trực tiếp cho đối phương trong cơ thể đánh vào yêu tộc tiềm lực. Lực lượng yêu tộc chỉ bằng một phần mười lực lượng yêu tộc. Nếu như đối phương có trái ác ma điều kiện tiên quyết, cần tiêu hao bao nhiêu huyết mạch điểm mới có thể kích hoạt chuyển hóa. Tiêu hao một vạn huyết mạch điểm có thể đem quả ác ma hệ động vật chuyển hóa thành quả ác ma yêu tộc. Mười ngàn điểm sao? Vừa vạn điểm của mình là ở ba vạn, đây là cho hắn tính toán tốt sao? Kim bằng cười lạnh trong lòng, lập tức đóng cửa bản điều khiển hệ thống lại. Cùng những người xuyên Việt khác bắt đầu bất đồng, Kim bằng bắt đầu trực tiếp chính là đến thần cốc. Vinh hạnh trở thành một cái bị thiên long nhân chê cười sủng vật. Hơn nửa ngày đầu tiên xuyên qua tới thời điểm, chính là tàn sát trò chơi. Không biết bao nhiêu người đã chết trong vụ thảm sát này. Nguyên bản Kim Bằng cho rằng, ở trong trò chơi tàn sát kia, trốn đi chính là có thể bình yên vượt qua nhưng là sau đó hắn liền nhìn thấy có người cũng cùng hắn giống nhau là nghĩ như vậy kết quả bị trên kháng đài thiên long nhân dùng màu vàng hỏa thương trực tiếp bắn chết cũng có người nuốt vào thiên long nhân vừa mới ném xuống ác ma quả hưng phấn ngẩn người thời điểm vẫn là bị thiên long nhân dùng hỏa thương nổ đầu một khắc kia kim bằng chính là hiểu được chính mình tốt nhất ăn một viên ác ma trái cây sau đó lập tức chạy lên như vậy cơ hội sống sóc mới lớn hơn một chút tam nghĩ gì vậy? Đại ca Kim Sư, nhị ca Ngọc Tượng, hai người lúc này cũng là một bộ dáng nửa người nửa thú. Rõ ràng ăn phải trái ác ma hệ động vật, nhưng không cách nào khống chế bộ dáng này, Kim bằng trong lòng phỏng chừng, những trái ác ma kia hẳn là trái ác ma do thổ tinh trích ra chế tạo ra. Cũng coi như là nhân tạo loại, liên quan đến quả ác ma nghiên cứu, chính phủ thế giới đó là đã sớm bắt đầu. Hơn nữa kỹ thuật này cũng càng ngày càng thành thục trong một năm này ba huynh đệ đều là dựa vào giúp đỡ lẫn nhau mới ở chỗ này sống đến bây giờ trên đường này ba người trên người cũng là nhiều bao nhiêu ít có chút treo lơ lửng hàng năm một lần tàn sát trò chơi bình thường là mỗi ba ngày một lần thiên long nhân trò chơi cái gọi là trò chơi thiên long nhân chính là loại đấu trường này một nhóm người đối mặt với một con thú dữ hoặc một nhóm người tàn sát lẫn nhau một năm qua đi ba người đã sớm không phải là lúc trước vừa mới đi tới thần cốc. Đại ca Kim Sư, lúc trước vừa mới ăn động vật hệ quả ác ma, nhưng là nửa người lông vàng, hiện tại trên người của hắn tất cả đều là cháy khét lông đen. Trên người còn có một lỗ hổng kết vẫy treo nghiêng trên người. Cánh tay phải đã trống không? Về phần nhị ca, đó cũng là tượng đầu người thân, hai cái răng trắng hoàn toàn bị dán vào thịt chém xuống, cực kỳ bóng loáng mặt cắt mỗi lần kim bằng nhìn thấy đều là cảm giác được đau lòng không chịu được đương nhiên trên người hắn cũng có không ít vết thương tuy không phải trạng thái nửa người nửa thú nhưng trên đầu có mấy sợi tóc vàng óng ánh trong ba người tuy nói kim bằng là tam đệ nhưng hai người khác đều lấy kim bằng làm chủ cho nên giờ phút này nhìn thấy bộ dáng ngẩn người của kim bằng dẫn đến ngọc tượng cũng liếc mắt một cái liền nhìn tới tam đệ không cần sợ hãi lại càng không cần bi thương thiên long du hí ngày mốt có ta và đại ca ngươi muốn chết cũng là hai chúng ta chết trước ngọc tượng nói mang theo chút tươi cười thanh âm của hắn vốn nên thô kệch nhưng làm cho người ta cảm giác cực kỳ dễ nghe giờ phút này trên mặt kim sư lộ ra một nụ cười dữ tợn nụ cười này tuy mang theo thiện ý nhưng vô luận nhìn thế nào cũng có chút khiếp người ngay sau đó hắn cũng mở miệng đúng tam đệ ngươi yên tâm ngươi nhất định là người cuối cùng chết ngọc tượng nghe được kim sư nói trên mặt lại có chút bất đắc dĩ đại ca ngươi không biết nói kỳ thật có thể bớt nói vài câu được rồi như vậy đại ca là người cuối cùng chết tam đệ ngươi khẳng định không phải là người đầu tiên chết tượng ngọc kim bằng nhìn xuống kích động trong lòng đầu tiên là cẩn thận đánh giá toàn bộ địa lao bọn họ trong địa lao này tự nhiên là không chỉ có ba người bọn họ ngoài ra còn có không ít người khác trong những người này mỗi người cũng đều là hạng người hung ác nhân từ ở trong địa lao này chỉ có thể hại chết chính mình thậm chí cũng có không ít người thực lực so với bọn họ còn mạnh hơn vài phần tuy nhiên những người đó không có ý định làm gì với họ nơi này hai ngày mới chỉ có như vậy một bữa cơm mà thôi miễn cưỡng ăn no thôi thể lực có hạng bình thường là sẽ không có cái gì tranh chấp cũng chính là lúc ăn cơm sẽ thường xuyên có chút tranh cãi như vậy hiện tại hệ thống của hắn đã kích hoạt như vậy cũng chính là nên quy hoạch một chút đầu tiên trực tiếp đem ác ma quả trong cơ thể ba người bọn họ cải tạo thành yêu tộc ác ma quả đại ca nhị ca còn nhớ rõ lời ta nói đại khái một năm trước không lời này của kim bằng vừa nói ra làm cho hai người ngây người một chút bọn họ đúng là nhớ rõ lúc trước kim bằng từng nói một năm sau bọn họ chính là sẽ có cơ hội đi ra ngoài chỉ là một năm qua ngay từ đầu trong lòng bọn họ còn nhớ kỹ về sau chính là đã quên điểm này hoặc là nói bọn họ cảm giác đã không ra được cho nên chính là đem lời kim bằng nói quên ở sau đầu nhớ nhớ kim bằng nhắc tới như vậy kim sư cũng đúng là đã quên bất quá đây nhất định là không thể thừa nhận ngọc tượng cũng nhẹ nhàng gật đầu hắn không biết tại sao kim bằng lại nhắc tới chuyện này vào lúc này bây giờ cơ hội này đã tới. Nói xong, Kim Bằng trực tiếp thò hai tay ra, đặt lên người hai người Kim Sư và Ngọc Tượng. Hệ thống, tiêu hao huyết mạch điểm chuyển hóa chúng ta trên người trái cây động vật. Kim Bằng nội tâm giờ phút này đó chính là đang hò hét đồng dạng, tại này thần cốc ở trong, hắn ẩn nhẫn đến hiện tại, vì chính là hiện tại giờ khác này. Chương 02 không, không có đồ ăn, vấn đề không lớn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chúc mừng chủ ký sinh thành công tiêu hao một vạn huyết mạch điểm chuyển hóa thành công chúc mừng chủ nhà liên tiếp ba đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp rơi xuống ngay sau đó kim bằng chính là cảm giác được có một cỗ lực lượng xâm lấn đến trong cơ thể của mình đem lực lượng trái ác ma hệ động vật hỗn độn trong cơ thể mình cải tạo một phen đồng thời kim bằng còn chú ý tới chính mình xương cốt gân mạch cơ bắp bỗng nhiên giống như là chiếm được thiên địa tinh hoa đồng dạng. Không ngừng được cường hóa, khí lực cuồn cuộn không ngừng xuất hiện trong cơ thể. ba Thân là đại ca kim sư, vốn là có chút nghi hoặc, lập tức đồng dạng cảm giác cũng là ở trên thân thể của hắn xuất hiện. Không chỉ có hắn, ngọc tượng cũng là như thế. Hai người đều đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhìn xuống biểu tình kinh dị trên mặt mình, lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Trong địa lao này, không chỉ có một mình bọn họ mà mình có thứ gì hoặc là chiếm được thứ gì trước khi bọn họ không phải người mạnh nhất nhất định không thể lộ ra nửa điểm dấu vết chỉ chốc lát sau thời gian trôi qua kim bằng rút tay từ trên vai đại ca nhị ca về hắn cũng mở mắt lần nữa nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí ngay sau đó hắn chính là cảm giác được chính mình toàn thân nhẹ nhàng thể xác và tinh thần đều được thư giãn lại càng có lực lượng cuồn cuộn không ngừng từ trái tim mà ra, tuôn về tứ chi. Chúc mừng ký chủ, thành công chuyển hóa kim sư, khiến cho hắn có được trở thành yêu tộc tiềm lực, ký chủ đạt được khen thưởng, huyết mạch cường độ, tất cả tư chất tăng lên 50 lần. Chúc mừng chủ ký sinh. Chủ ký sinh đạt được ban thưởng, huyết mạch cường độ, tất cả tư chất tăng lên 50 lần. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vừa mới hạ xuống. Kim bằng lại một lần nữa cảm giác được, trong cơ thể mình giống như là bị một loại huyền diệu khó hiểu ba động đảo qua. Một sức mạnh sâu sắc hơn xuất hiện bên trong anh. Đầu óc càng là cảm giác một trận thanh minh. Ký chủ. Kim bằng trước mắt ký chủ yêu tộc huyết mạch cường độ. 15.100 trước mắt ký chủ bị yêu tộc lực lượng cung cấp ngược. 10 trước mắt trung thành với ký chủ yêu tộc rèn luyện bội xuất. 50 gư số lượng yêu tộc mà ký chủ đã bồi dưỡng ra không điểm huyết mạch hiện tại. Không xem ra, chính mình vừa mới chuyển hóa xong thời điểm, nguyên bản huyết mạch cường độ là 100. Tăng lên 50 lần, chính là 5.000, tiếp tục tăng lên cũng là ở nguyên lai like trên cơ sở, cho nên như cũ là tăng lên 5.000. Nếu tính cả mình, giá trị cuối cùng là 10.100. Về phần tư chất, hệ thống ngược lại không có xuất hiện nhắc nhở. Mà số lượng yêu tộc vẫn bằng không đại ca và nhị ca của mình hẳn chỉ là có tiềm lực của yêu tộc còn chưa tính là yêu tộc hệ thống đạt tới thực lực gì mới có thể xem như yêu tộc ít nhất bản tướng yêu tộc có ngàn mét mới được coi là yêu tộc muốn cô động ra ngàn mét bản tướng yêu tộc điều kiện tiên quyết là thực lực bản thân đầy đủ hoặc là cường độ huyết mạch đầy đủ hai cái này cũng sẽ cùng nhau tính toán từ đó ngưng tụ bản tướng yêu tộc nói đơn giản chính là thực lực mạnh mạnh về sau có thể ngưng tụ ra trăm mét yêu tộc bản tướng tự nhiên xem như hệ thống phán định yêu tộc ừ tôi hiểu rồi lập tức kim bằng lại là đem ánh mắt đặt ở chính mình đại ca nhị ca trên người rất hiển nhiên này đại ca cùng nhị ca bây giờ còn không có hấp thu xong kia cổ chuyển hóa lực kim bằng lại cảm giác được có chừng mười mấy đạo tầm mắt quét qua hắn nói chuyện cũng không có bất kỳ che giấu không có cái kia che giấu tất yếu càng là che giấu những người này cũng càng là tò mò mà mình mới vừa nói đi ra ngoài hai chữ này người ở đây muốn nhất chính là đi ra ngoài ngoài ra biến hóa trên người ba người bọn mình không thể che giấu kim bằng cũng không muốn ở chỗ này che giấu cũng không biết kế tiếp ai sẽ tới tìm phiền toái tại đây trong địa lao lẫn nhau tàn sát đó là chuyện thường xảy ra có thể là bởi vì trước một hồi thiên long trò chơi bên trong làm chuyện gì lẫn nhau trong lúc đó có cừu hận hoặc là nói đơn thuần nhìn đối phương không vừa mắt hoặc là cứ hai ngày một lần cướp đoạt thức ăn đây chính là điểm thường xuyên xuất hiện tranh đấu chỉ là hiện tại kim bằng cũng sẽ không tại e ngại loại chuyện này trực giác nói cho hắn biết hiện tại hắn so với chung quanh tất cả mọi người là mạnh hơn tam đệ cái này đại ca kim sư trước hết khôi phục lại tuy nói phần lớn thời gian nói chuyện có chút bất quá đầu óc nhưng hiện tại hắn cũng sẽ không hồ đồ đem biến hóa trong cơ thể mình trực tiếp nói ra chỉ là mấy chữ đã là nói rõ hắn giờ phút này nội tâm đó là cỡ nào rung động lúc trước vừa mới nuốt vào ác ma quả về sau cũng không có cho hắn loại cảm giác này lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng khí tức càng liên tục kéo lên chủ yếu nhất chính là cũng không biết có phải hay không hắn hiện tại phi thường yếu nguyên nhân hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình, ở sâu trong trái tim. Không ngừng có máu mới càng thêm cường đại xuất hiện. Mỗi một lần trái tim đập lên, hắn đều là đang cảm giác chính mình phản phất là mạnh lên vài phần. Tuy rằng trình độ biến thành có chút yếu ớt, thế nhưng trái tim này vẫn luôn đập. Thậm chí Kim sư có thể cảm giác được, hiện tại hắn trên bản chất là ở vào một cái suy yếu thời kỳ. Hiện tại sở dĩ là có cảm giác như vậy, chỉ là đang nói rõ hắn đang khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh nhưng vấn đề là lấy hắn hiện tại mà nói hắn cảm giác mình đã hoàn toàn vượt qua thời kỳ toàn thịnh bên tai một mảnh linh hoạt kỳ ảo hai mắt một mảnh sáng tỏ trong đầu lại càng là một mảnh thanh minh không còn ngây ngốc như trước nữa ngay cả phiến địa lao này ở trong hắn đã sớm thành thói quen mùi máu tươi hắn cũng vào lúc này lại một lần nữa ngửi được trong không khí cổ kia bình thường vô cùng tanh hôi mùi máu giờ phút này hắn càng là cảm giác được những thứ kia giống như là chất dinh dưỡng đồng dạng sau khi tiến vào thân thể của hắn lại càng khôi phục chút khí lực trong thân thể đủ loại biến hóa làm cho kim sư đó là càng cảm giác càng giật mình trong lúc nhất thời càng sững sờ tại chỗ ánh mắt không ngừng trừng lớn vẻ khiếp sợ căn bản không thể che giấu ngọc tượng cũng mở mắt ra lực chuyển hóa yêu tộc của hắn cũng hấp thu xong. Lập tức hắn rất thận trọng nhìn lướt qua người chung quanh, lại đem ánh mắt đặt ở trên người kim bằng. Lúc trước bọn họ lấy kim bằng làm chủ, hiện tại cũng giống như vậy. Tam đệ, tiếp theo, chúng ta phải làm thế nào? Ngọc Tường cũng nhìn được kích động trong nội tâm, sắc mặt rất là nghiêm túc. Về phần hắn cùng kim sư hai người trên người biến hóa, điểm này, bọn họ sẽ không lựa chọn đi hỏi vô số lần sinh tử, tình cảm cô động ra, đã là nói rõ hết thảy. Kim Bằng cũng là đang tự hỏi, hiện tại ba người bọn họ, tư chất, lực lượng so với nguyên lai đó là mạnh hơn 10 lần. Và bây giờ chúng yếu và cần chất dinh dưỡng. Ngoài ra, tiềm lực của hai đại ca Kim Sư và Ngọc Tượng cũng tăng lên không nhỏ. Nếu họ bắt đầu tập thể dục, hiệu quả đạt được vượt xa so với quá khứ, hơn nữa còn có tỷ lệ rèn luyện gấp bội sợ là một cái đơn giản rèn luyện đều là có thể có kinh khủng thu hoạch ở chỗ này vẫn rèn luyện đợi đến khi lóc đến bọn họ cũng có thể thừa dịp loạn rời đi cho nên trước mắt ở chỗ này dưới tình huống bảo trì an toàn để cho ba người bọn họ đạt được lợi ích lớn nhất đây mới là mục tiêu hàng đầu chỉ cần vừa đi ra ngoài vòng tròn là vua ở không ngừng chuyển hóa yêu tộc không bao lâu trong thời gian hắn liền có thể chuyển hóa ra không ít yêu tộc đến đến lúc đó cũng không phải cái gì đại hải tặc thời đại mà là yêu tộc thời đại nhưng là trước mắt bước đầu tiên bọn họ cần đồ ăn liền lấy trạng thái hiện tại đi rèn luyện chính là đang tìm chết bởi vì bọn họ hiện tại mỗi cái đều là bụng rỗng trạng thái trong cơ thể năng lượng căn bản là không đủ rèn luyện cần thiết tiêu hao kim bằng nhìn lướt qua một vòng chung quanh hình như cũng không phải không có thức ăn chương không ba ta không muốn lại bị xem như súc vật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ăn thịt người sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu kim bằng, theo bản năng mài răng, trước kia hắn có thể sẽ khịt mũi coi thường ý nghĩ này của mình. Nhưng hiện tại, bọn họ sống ngay cả người cũng không giống, trong lòng cũng không có nhiều băn khoăn như vậy. liền lấy bọn hắn tình huống hiện tại mà nói, ăn ngày mai, thiên long nhân phái những kia CP chính tới đưa đồ ăn. Những thứ đồ ăn vặt của heo, lúc trước ăn là vì sống sót bây giờ là vì trở nên mạnh mẽ đi ra ngoài tam đệ tiếp theo chúng ta phải làm thế nào ta khẳng định cũng nghe lời ngươi trong ánh mắt kim sư có chút kích động đối với biến hóa trên người hắn và ngọc tượng kim sư hắn cũng sẽ không lựa chọn hỏi nhiều hơn nữa nghe kim bằng theo như lời đối phương một năm trước vừa mới bị bắt tới nơi này thời điểm cũng đã là ở mưu đồ đột nhiên kim sư cũng cảm giác được cái gì Sắc mặt hắn lạnh như băng nhìn về phía những người khác bốn phía, trong địa lao này không chỉ có ba người bọn họ, còn có không ít người khác. Giờ phút này những người đó cũng là ánh mắt sâu kín tỏa sáng nhìn chằm chằm bọn họ, giống như một con sài lang. "Đại ca, không cần để ý bọn họ, chúng ta bây giờ đã không giống với bọn họ. Bây giờ còn có thể sống sót người, nói như vậy đều là ăn trái ác ma, hoặc là bản thân liền có không tệ chiến lực hải tặc." người bình thường hoặc là cái gì tâm tồn nhân từ căn bản là sống không đến hiện tại cùng lúc đó tại kim bằng tiếng nói xuất hiện một khắc kia chính hắn không có tiến hành bất kỳ che giấu nào người chung quanh đang nhìn ba người bọn họ ánh mắt lạnh như băng trên mặt cũng đều mang theo nụ cười lạnh rất nhiều người đều là không có lên tiếng đồng thời có một số người vốn còn đang hiếp mắt ngủ cũng chậm rãi mở mắt đại ca nhị ca Hôm nay hai người các ngươi trước thích ứng một chút thân thể biến hóa, từ ngày mai bắt đầu chúng ta bắt đầu rèn luyện. Hiện tại bọn họ đều là yêu tộc. Hệ thống, ta đại ca nhị ca nếu là muốn rèn luyện, cũng là sẽ đạt được 50 lần rèn luyện gia tăng a. Chỉ cần là ký chủ trung thành, hoặc là người có quan hệ với ký chủ đến chết không thay đổi, đều sẽ được rèn luyện thêm. Có cái này thêm vào là tốt nhất, dù sao cũng là gấp 50 lần, không có kỳ thật cũng không kém đại ca nhị ca hắn, hiện tại chính là yêu tộc, tư chất vượt xa người thường. Rèn luyện Ngọc tượng nhướng mày Làm thế nào để tập thể dục ở nơi này? Cứ hai ngày họ mới có một bữa ăn như vậy. Mỗi ba ngày một lần thiên long nhân trò chơi, như thế nào rèn luyện? Khóe miệng kim sư ngược lại chậm rãi dương lên. Hảo qua, tam đệ, ta vừa rồi cũng cảm giác được, thân thể ta đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Cái này khoảng cách chúng ta đi ra ngoài thời gian đây chính là càng ngày càng gần. Đến lúc đó, đại ca ngươi ở phía trước, ngươi ở phía sau ta, ngọc tượng cho hai người chúng ta đoạn hậu, chúng ta đến lúc đó nhất định có thể giết ra ngoài. Kỳ thật trước kia, Kim sư chính là lôi kéo Kim bằng còn có ngọc tượng làm như vậy. Đó là lúc sư tử vàng mất cánh tay. Nguyên lai là muốn lần nữa giết đi ra ngoài, liền các ngươi ba cái ngu xuẩn, lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Cái này nhưng là lại có trò hay xem, hy vọng các ngươi ba cái nhiều giết mấy cái CP9, nếu là giết chết một cái Thiên Long Nhân, vậy các ngươi kỳ thật cũng rất kiếm. Rèn luyện. Ở nơi này, thức ăn mà những tên kia cho chúng ta, mỗi lần đều giảm bớt, bọn họ chính là muốn nhìn chúng ta tàn sát lẫn nhau như súc vật. Thương thế đều không thể khỏi hẳn, rèn luyện chỉ là sẽ tổn thương đến căn bản. Người chung quanh trong có người đối với kim bằng ba người chết đi ra cái ý nghĩ này cảm giác được buồn cười cũng có người chỉ đơn thuần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn còn có người đang phát giác ba người tựa hồ là biến hóa cũng không lớn lại chậm rãi nhắm hai mắt lại ngược lại có ba bốn người mới tới trong mắt lộ ra tia hy vọng bọn họ không ra được chúng ta có thể ra bất quá về điểm này chúng ta sau lại nói hiện tại khoảng cách chúng ta đi ra ngoài hẳn là còn có một đoạn thời gian chúng ta phải chờ một cơ hội về phần rèn luyện có lẽ cũng không cần chờ ngày mai liền lựa chọn hôm nay đi vốn kim bằng định hít đất gì đó tận lực làm chậm một chút để điều động toàn bộ lực lượng trong thân thể mình nhưng là hiện tại hắn đột nhiên thay đổi ý nghĩ của mình kiếp trước long quốc cũng là có chút cường thân kiện thể công pháp cái gì thái cực quyền tám bộ kim cương công hoặc là tám đoạn cẩm các loại coi như là đơn giản nhất thái cực quyền nói không chừng đối với ba người bọn họ cũng có lẽ là có không ít chỗ tốt hôm nay được rồi ngọc tượng thần sắc trên mặt có chút quái dị hắn luôn cảm giác tam đệ của mình càng suy nghĩ không thấu về phần kim sư rất nhiều thời điểm đều là đem ngọc tượng cùng kim bằng trong hai người bố trí đại não bên ngoài của mình còn lại hoàn toàn không suy nghĩ gì cả kim bằng kế tiếp chính là nói cho hai người về tu luyện thái cực quyền. Sắc mặt hai người lập tức có chút quái dị, động tác chậm rãi này, đây là rèn luyện sao? Chung quanh những người khác càng là tiếng cười rung trời. Chỉ là sau khi hai người thật sự bắt đầu tu luyện, hai người liền lập tức nhận ra biến hóa trong thân thể mình. Công pháp này đúng là không có bao nhiêu tiêu hao, thậm chí cũng có thể nói là không có tiêu hao. Nhưng mà, bọn họ bây giờ, thật sự là toàn thân đều có biến hóa cực lớn chỉ là thức thứ nhất đi qua bọn họ chính là cảm giác được trong cơ thể khí bị nhanh chóng điều động lên cái kia ở trong cơ thể tử khí một mảnh năng lượng đột nhiên giống như là bị thứ gì đó cho kích hoạt đồng dạng hai người kim sư và ngọc tượng thần sắc cực kỳ kinh hãi bởi vì hắn hai người căn bản không có dự liệu đến bọn họ bây giờ tư chất lại là tốt như vậy trong cơ thể năng lượng như là vô căn chi thủy đồng dạng chậm rãi xuất hiện Tuy nói rất chậm chạp, nhưng bọn họ căn bản không cần trả giá quá lớn. Hoặc là đối với thân thể của mình, có cái gì tiêu hao quá nhiều. Kim sư hai người, thần sắc chấn động mạnh, không khỏi lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Nếu như nói, lúc trước, Kim sư cùng Ngọc tượng hai người, đối với bọn họ có thể đi ra ngoài, điểm này, bọn họ vẫn rất là hoài nghi. Hiện tại, hai người bọn họ ngược lại không còn hoài nghi nữa. Mà bản thân Kim bằng, cũng đồng dạng là bị tư chất của mình làm cho hoảng sợ bất quá hắn cũng rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này thái cực quyền nhiều nhất là có thể để cho bọn hắn khôi phục một chút tác dụng trở nên mạnh mẽ rõ ràng có hạn muốn trở nên mạnh mẽ vẫn là cần hướng trong cơ thể hấp thu đại lượng năng lượng sau đó lấy tiêu hao năng lượng phương thức rèn luyện thân thể hoặc là tự mình cải tiến thái cực quyền một chút cái này lấy hắn trước mắt mà nói cũng không phải là không làm được chẳng qua có chút quá mức hao phí thời gian thời gian rất nhanh đã tới ngày hôm sau ba người giờ phút này tinh thần vẫn phấn chấn như cũ mà động tác chậm rãi của bọn họ mọi người cũng đều quan sát một thời gian ngắn rồi cũng không thèm để ý vừa lúc đó bên ngoài địa lao truyền đến một ít tiếng bước chân sắc mặt tất cả mọi người đồng loạt khẽ động các súc vật ăn cơm thôi nghe được thanh âm này động tác của Kim Sư và Ngọc Tượng không khỏi dừng lại. Ở chỗ này, bọn họ đã đợi kém không nhiều lắm có một năm, đối với loại này CP9 nói ra trào phúng tiếng nói, bọn họ đã sớm thói quen. Chúng ta tiếp tục luyện, không ăn, đói không chết, ngày mai chúng ta vẫn là có nắm chắc đánh bại những người khác, hoặc là cái gì giả thú. Hiện tại, ta không muốn bị coi là súc vật nữa, ta hy vọng các ngươi cũng vậy. Chương 04 bọn hắn cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của chúng ta bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau khi nghe kim bằng nói kim sư cùng ngọc tượng hai người đầu tiên là sửng sốt nhất thời phục hồi tinh thần lại đúng vậy bọn họ bây giờ đã không giống nhau đối với thức ăn có rất nhiều ví dụ như trò chơi thiên long nhân ngày mai thiên long nhân trong trò chơi thường thấy chính là một đám vây công một ít mãnh thú đến lúc đó đem những mảnh thú kia thịt xé xuống ăn cũng được a à. cũng chính vào lúc này khí tức thối nát thối nát trên người hai người tản đi không ít tâm đài càng là một mảnh thanh minh chỉ là hiện tại hai người bọn họ căn bản không chú ý tới những thay đổi này kim sư cùng ngọc tượng hai người nhẹ nhàng gật đầu lập tức cũng không có động tác dư thừa gì tiếp tục đánh thái cực quyền đồng thời kim bằng cảm giác được trên người mình phóng tới một đạo ánh mắt Ba người kia là chuyện gì xảy ra, sao bọn họ không cút qua đây ăn cơm? Một cái chính phú chính sắc mặt âm lãnh, lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên. Có thể ở thần cốc nơi này, đợi đi xuống CP9, đại đa số cũng không phải là cái gì người tốt. Hắn sở dĩ là có lớn như vậy lửa giận, không chỉ là bởi vì kim bằng ba huynh đệ, không giống một con chó giống nhau, chạy tới ăn cơm. Hắn từ trong ánh mắt kim bằng cảm giác được một tia khinh bỉ như vậy dựa vào cái gì? Hắn thế nhưng là CP9, ở chỗ này, chỉ có thiên long nhân có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn bọn họ. Chỉ là một cái địa lao bên trong, súc vật mà thôi, lại cũng là dám như vậy đến xem bọn họ. Bên cạnh đồng liêu, một vị khác CP9, cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Chỉ thấy, một người trẻ tuổi trên đầu có mấy sợi tóc vàng sáng, hai mắt lạnh như băng nhìn bọn họ. Ngay lúc này, chính phú chính đã nghĩ ra điều gì đó không cần tức giận như vậy, ngươi có hay không mang theo hình ảnh điện thoại côn trùng? Mang theo. Rất tốt, nhiều người như vậy đều là ăn không đủ no, để những người này giết ba người bọn họ, không phải được sao? Thuận tiện dùng hình ảnh trùng ghi lại, một ít thiên long nhân, liền thích xem loại này tra tấn người hình ảnh, chúng ta còn có thể bán không ít bai ly. Nghe vậy, vừa rồi cái kia cảm giác được kim bằng ánh mắt do đó rất là nổi giận CP9, tại một khắc trên mặt cũng nhất thời lộ ra có chút điên cuồng nụ cười đến. Tốt, bất quá, trước không vội giết hắn, để cho bọn hắn đem trên đầu hắn mấy sợi sáng màu vàng tóc rút ra, hai cánh tay chặt đứt, dù sao, ta thấy hắn rất khó chịu, hơn nữa, như vậy hình ảnh càng là có thể bán ra giá cao. Hai người nói chuyện thanh âm cũng không tính là rất lớn, chỉ là hai người bọn họ lúc nói chuyện cũng không có tiến hành bất kỳ che giấu. Đồng thời người chung quanh bọn họ có người sau khi cướp một ít thức ăn cũng dừng động tác. Ánh mắt tỏa sáng nhìn xem, địa lao ngoài cửa lớn hai cái CP9. Còn có người không ngừng ở kim bằng ba người trên người, cùng CP9 hai người trên người qua lại quét mắt. Lại sắp chết người rồi, hy vọng máu không nhiều lắm, mùi máu quá sặc. Chúng ta hẳn là có thể ăn no một bữa. Chính là ba người kia sao? Một người gãy tay, một người không có răng, một người quệ oải không phấn chấn diệt sát ba người này, không phải việc khó gì. Giết chết ba người kia, đối với ta mà nói cũng đồng dạng là dễ dàng, uy. Nói đi, các ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Chật chật, hy vọng lát nữa ta có thể phân đến nửa cái thi thể. Ta muốn cái kia trên đầu có mấy cây tóc vàng, các ngươi những phế vật này ngàn vạn lần không thể cùng ta đoạt. Ngươi muốn chết sao? Được rồi, chúng ta trước không cần nội chiến nghe một chút này hai vị cp chín đại nhân rốt cuộc là muốn chúng ta làm cái gì a à? vốn người cảm giác được chung quanh có cái gì không thích hợp cũng không nhiều thế nhưng sau khi người thứ nhất lên tiếng những người khác lập tức liền liên tiếp phản ứng lại trên mặt bọn họ đều mang theo thần sắc kích động bởi vì trước đây hai chiếc chính phú chính này cho phép họ chụp một số hình ảnh hầu hết đều là những hình ảnh tàn sát lẫn nhau những thứ này đúng là có thể bán được giá cao trong đám thiên long nhân ngu xuẩn kia. Hai cái chính phú chính trên mặt vào lúc này, cũng chậm rãi lộ ra nụ cười đến. Đặc biệt là cái kia một câu, CP chính đại nhân, mấy chữ này, bọn họ nghe xong cảm giác được rất là thoải mái. Lập tức hai người lại đem ánh mắt đặt ở trên người ba huynh để kim bằng. Kim bằng vào lúc này, đè lại hai người kim sư và ngọc tượng. Không vội, lát nữa xem có ai muốn động thủ, bọn họ bây giờ cùng nhau tiến lên cũng không phải đối thủ của chúng ta. Kim Bằng nói như vậy, đối với hai người Kim Sư và Ngọc Tượng mà nói, đó là phi thường có sức tinh phục. liền cầm hiện tại bọn hắn tới nói, có thể dùng một ngón tay, dễ dàng nghiền chết trước đó chính mình. Huyết mạch yêu tộc, hệ thống mang đến hiệu suất rèn luyện tu luyện gấp 50 lần. Làm cho bọn họ đều ở mỗi một điểm đều nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu không phải, không có thức ăn gì, dẫn đến trong cơ thể bọn họ căn bản cũng không có năng lượng gì, bọn họ không thể rèn luyện hiệu suất cao nhất. Nếu không, bọn họ bây giờ còn có thể mạnh hơn không ít. Hừ, chê cười, chỉ bằng ba người các ngươi. Cánh tay gãy như thế nào đã quên sao? Ngà voi sao lại không quên sao? Còn có tiểu tử ngươi, lát nữa lão tử sẽ kéo lông vàng trên đầu xuống. Lúc trước chính là nghe ba người này mưu đồ bí mật cái gì lại dết ra ngoài, ha 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 ba người các ngươi như vậy một bộ thảm dạng có thể giết ai chúng ta cùng lên cũng không phải là đối thủ của các ngươi ha 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 lúc trước thiên long nhân trò chơi thời điểm ba người các ngươi nhưng là trốn rất tốt a à, hiện tại các ngươi lại nói chúng ta không phải đối thủ của ngươi tiếng nói của kim bằng cũng rơi vào tai những người khác thần sắc trên mặt bọn họ tràn ngập chăm chọc nhưng sát ý không hề giảm trước đó có thể nói một số người là có giết chết kim bằng ba huynh để cái ý nghĩ này nhưng là hiện tại thôi trong địa lao tất cả mọi người đều là đối với kim bằng ba huynh để có ý nghĩ không có cách nào họ đói quá ngay cả mười mấy người mới đến lúc trước cũng đã quen với bầu không khí này ở chỗ này cái gì cũng không quan trọng sống sót là quan trọng nhất cái kia hai cái chính phú chính cũng là bởi vì kim bằng lời nói sắc mặt tức đến tím tái nguyên nhân chủ yếu vẫn là biểu tình không để hết thảy vào trong mắt của Kim Bằng, cùng với sự khinh bỉ trong ánh mắt càng nhiều hơn một chút. Điều này cũng làm cho lúc trước cái kia nổi giận CP9, trong lòng lửa giận ngút trời. Tiểu tử, ta nhất định phải để ngươi chết. Rất tốt, các ngươi nhiệt tình như vậy ta liền yên tâm, bữa tiếp theo, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ ăn no cơm, còn có một ít vũ khí. Ngoại trừ cái kia trên đầu có tóc vàng, mặt khác hai cái da hỏa, trực tiếp giết chết, cái kia trên đầu có mấy cái tóc vàng, ta muốn các ngươi đem da đầu của hắn cho ta kéo xuống. Ta muốn nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn, nói như vậy, sau này ta còn có thể mang rượu đến cho các ngươi. Tên này CP chính thanh âm, càng đến phía sau, càng là nổi giận dị thường, tiếng nói đến cuối cùng, cơ hồ chính là hoàn toàn rống ra. Trên mặt, từng sợi gân xanh hoàn toàn nổi lên. Trên mặt kim bằng cũng lộ ra nụ cười lạnh không ngờ tất cả mọi người đều nghĩ như vậy cũng đúng không đủ tàn nhẫn lòng mang nhân từ ở nơi này không sống nổi lên diệt xác bọn họ chưởng thứ năm tuyệt đối nghiền ép bạn đang nghe tại truyện chấm audio nương theo một tiếng trống giận một cổ sát ý điên cuồng hướng ba huynh đệ vọt tới sau khi nói xong mọi người tre già măng mọc tấn công ba người vào lúc này Kim sư cùng Ngọc Tượng hai người tự nhiên là sẽ không đứng sững sờ tại chỗ. Hai người cũng lập tức lên đường. Đặc biệt là Kim sư đã sớm muốn đồng thủ, lấy thử một lần lực lượng hiện tại của mình, bởi vì hắn có thể cảm giác được, lực lượng của mình mỗi thời mỗi khắc đều là đang trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, một người đã vọt tới trước mặt hắn. Bất quá biểu tình hưng phấn trên mặt người này rất nhanh đã thay đổi. Nguyên bản hắn đúng là rất hưng phấn, nếu như hắn là người thứ nhất đem kim sư đánh tàn hoặc là đánh chết, sau đó hắn cũng sẽ đạt được khen thưởng. Nhưng không biết vì cái gì, sau khi hắn đi tới trước mặt kim sư, chính là cảm giác được một cổ cảm giác áp bách cực kỳ khủng bố. Còn có một loại khí tức nhìn không thấy, sờ không tới, giống như một cái kiềm sắt, trong nháy mắt liền chế trụ cổ của hắn. Trong nháy mắt, hắn chính là phát hiện, hai chân của mình không nghe sai khiến dừng ở tại chỗ, hoặc là nói, toàn thân hắn cơ bắp đều là vào giờ khắc này bị đông cứng lại giống nhau không cách nào kích hoạt có thể động chỉ có ý thức của mình nhanh lên nhanh lên phanh kim sư một quyền trực tiếp nện tới tốc độ cực nhanh không khí đều là vào giờ khắc này bị bạo âm thanh răng rắc giống như là đánh nát một quả dưa hấu chất lỏng màu đỏ như máu bắn tung tóe khắp nơi bởi vì kim sư một động tác như vậy đại bộ phận người dưới chân tốc độ trực tiếp chính là chậm mấy nhịp mà kim sư thì vào lúc này dừng lại tại chỗ ánh mắt trừng thật lớn một mặt hắn là kinh ngạc với lực lượng của mình khủng bố như thế trước kia hắn nhưng là làm không được một kích đánh nát đầu đối phương hắn hiện tại càng thêm kinh ngạc chính là huyết khí trong không khí trong lúc nhất thời nồng đậm hơn một ít bởi vì như thế mỗi một tế bào trên người hắn đều là vào lúc này hoang hô nhảy nhót những huyết khí kia đang nhanh chóng vọt về phía hắn, những huyết khí này quả thực chính là chất dinh dưỡng của hắn. Đại ca, trái tim rất quan trọng nhất định phải lưu lại, những thứ khác đều không quan trọng. Kim Bằng thần sắc lạnh lùng, một cổ thi thể mà thôi, hiện tại hắn cũng không phải vừa mới xuyên qua tới thời điểm hắn. Coi như là chết thành một bãi thịt nát, Kim Bằng sắc mặt cũng sẽ không có một chút biến hóa. Kim Sư nhìn thoáng qua thi thể ngã trên mặt đất, khiếp sợ trên mặt nhất thời biến thành hưng phấn ý tứ của kim bằng hắn nghe rõ rồi đồng thời bên ngọc tượng cũng có hai người đi xuống trái tim ngọc tượng cũng có thể cảm giác được huyết khí trong không khí đối với bọn họ mà nói chính là một loại chất dinh dưỡng cứ như vậy bọn họ hình như không cần ăn cái gì à kỳ thật kim bằng cũng có cảm giác như vậy chỉ bất quá hắn hiện tại huyết mạch cường độ vượt qua hai người không ít cơ hồ là những huyết khí kia chất dinh dưỡng vừa tiến vào trong cơ thể của hắn liền bị hắn cho bản năng hấp thu giống nhau giữa bọn họ khác biệt kim sư và ngọc tượng hai người hấp thu huyết khí này nửa ngày thời gian cũng cảm giác ăn một bữa nhỏ nhưng là đối với kim bằng mà nói hắn hấp thu huyết khí đừng nói là nửa ngày chính là hai ba ngày cũng liền cảm giác mình giống như là uống một chút nước huyết mạch chênh lệch quá lớn cần năng lượng chênh lệch tự nhiên cũng là phi thường to lớn đây đây là chuyện gì xảy ra người này sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi không nên a à, ba người này lúc trước biểu hiện cũng không tính là cỡ nào chói mắt thậm chí là có như vậy một đoạn thời gian ba người đều là dựa vào sóng tạm mới tránh đi về phần rất sớm trước đó kim sư bày ra chạy trốn kế hoạch càng là bị bọn hắn nhạo báng kết quả sau đó chính là trên người kim sư không còn bộ lông màu vàng gì nữa cánh tay phải trống không vết thương cực lớn trên nửa người lông đen cả người cháy xém về phần ngọc tượng hai cái răng trắng dài nhỏ trên miệng cũng bị cắt xuống có thể nói ngoại trừ kim bằng bên ngoài mặt khác hai người cơ hồ đều là sắp vứt bỏ nửa cái mạng giống nhau nhưng giờ thì sao họ thấy gì ba người xung phong đi qua đối phương chỉ là ra hai người liền dễ dàng đem bọn họ lấy nghiện ép tư thái giết chết. Hơn nữa ngay cả chiêu cũng không ra, chỉ đơn thuần là bình a. Một quyền đi xuống, đánh bọn họ đều giống như giết gà. Bất quá có người vẫn không tin tà, sửng sốt vài giây, lại vọt về phía kim bằng. Hừ, mấy tên phế vật kia quả thực không chịu nổi một kích, kế tiếp, xem ta. Một người trong miệng trống giận, đồng thời thân hình của hắn cũng giống như ảo ảnh biến mất tại chỗ rất nhanh hướng kim bằng dết tới. Nhưng mà, có người còn nhanh hơn hắn. Một đạo bóng đen lập tức ngăn ở trước mặt hắn, ngăn ở trước mặt hắn người, cũng không phải người khác, tự nhiên là kim sư. Người tránh ra cho ta. Người này đang muốn động thủ, đột nhiên, hắn cảm giác được mình bị một cổ sát ý cực kỳ khủng bố khóa chặt. Mà nguồn gốc của cổ sát ý này chính là kim sư. Ngoài ra, trên người đối phương còn tản ra một loại khí tức phi thường có lực áp bách. Đạo khí tức kia quả thực giống như gông xiền nào đó, gắt gao bao vây trên người hắn. Trong cơ thể, trong lúc nhất thời, cơ hồ là dùng không ra lực gì. Hắn bây giờ, lập tức liền hiểu, người vừa rồi, tại sao lại dễ dàng bị kim sư giết chết. Khi hắn đã hiểu rõ, tính toán cầu xin tha thứ. Đập vào mắt chính là một nắm tay dần dần phóng đại. Phanh trên mặt đất trong nháy mắt có thêm một cổ thi thể không đầu. Quá yếu, dưới tình huống yếu như vậy mà cũng dám dũng mãnh như vậy, Kim sư ta vẫn rất bội phục. Sư tử vàng liếm môi. Tâm thần rất là kích động, lúc trước hắn là cỡ nào khát vọng có thể có được đánh bại hết thảy lực lượng. Hiện tại, cổ lực lượng này rốt cục hắn cũng có. Mà cũng bởi vì Kim sư cùng ngọc tượng hai người giờ phút này khủng bố chiến lực. Những người khác trong địa lao đều dừng lại tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, bọn họ sao lại đột nhiên mạnh như vậy, nếu mạnh như vậy, bọn họ không phải là bị bắt đến nơi này mới đúng. Không có gì là không có khả năng, ta nhưng là bị treo giải thưởng 10 vạn ba ly, trước chính là ở đáy biển đại ngục giam ở giữa, sau đó, có mấy cái thế giới chính phủ người đem ta mang đến nơi này. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, đánh không được, các ngươi đánh đi trên người hai người này rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì ta nhớ rõ lúc trước bọn họ cũng không mạnh như bây giờ có thể là bọn họ lúc trước cái loại kia quỷ dị lại chậm chạp phương thức rèn luyện cái loại này rèn luyện lại là hữu hiệu như vậy chúng ta nhiều người như vậy có thể cùng lên chư vị chúng ta chỉ có cùng lên mới có thể giết ba người bọn họ ngay tại kim sư cùng ngọc tượng trong thời gian ngắn dễ dàng liền giết chết bốn người về sau những người khác ở đây nhất thời không có chuyện tiếp tục tìm ba huynh đệ kim bằng gây phiền toái. Dù sao ở bọn họ xem ra, có thể sống sót, mới là có tư cách đi hưởng thụ hết thảy. Nhưng là, bọn hắn hiện tại đều không cách nào đánh bại đối phương, dưới tình huống như vậy, tiếp tục xông lên, đó chính là đang tìm chết. Chương 06 Muốn sức mạnh sao? Mở cửa, ta liền. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giờ phút này không chỉ là những người trong địa lao, chính là ngay cả cái này hai cái CP9, sắc mặt cũng vào lúc này thay đổi. Sao lại thế? Thực lực của đối phương sao có thể mạnh đến mức này chứ? Nếu như là mạnh như vậy mà nói, trước đó thời điểm nhiều như vậy tràn thiên long trò chơi, đối phương cũng không có triển lộ một điểm góc đầu. Cứ như vậy sống tạm đến hôm nay. Nhưng là ở giữa chừng này ba người bọn họ cũng có lẽ là bị những người khác trong địa lao tìm phiền toái mới đúng dưới tình huống như vậy chẳng lẽ còn đang ẩn nhẫn hai cái chính phú 9 giờ phút này coi như là nghĩ nát đầu cũng là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì kim sư cùng ngọc tượng hai người đột nhiên biến mạnh như vậy đại khái ở ba bốn tháng trước thời điểm ba người này có thể nghĩ đi ra ngoài chạy kết quả bị bọn họ cp chín người đánh tàn đã đá thương nếu không là sợ hãi bởi vì đánh chết ba người bọn họ mà trả giá cái gì ba người này lúc đầu không thể sống sót nhưng bây giờ thì sao chiến lực mà kim sư và ngọc tượng triển lộ ra hình như là nghiền ép bọn họ cũng không thành vấn đề gì lớn chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này một mực rèn luyện hay sao không đúng ở trong địa lao này đại bộ phận người căn bản là ăn không đủ no chớ nói chi là cái gì rèn luyện như vậy hai người này nói không chừng là đang cố gắng chống đỡ hoặc là nói bọn họ hiện tại duy trì trạng thái cường độ cao như vậy không kéo dài được bao lâu nếu không làm sao giải thích hai người này đột nhiên thực lực tăng lên nhiều như vậy mấy ngày hôm trước ba người này vẫn giống như con chó ở chỗ này cướp đồ ăn hôm nay muốn đứng lên trước mặt hắn không có cửa đâu tiếp theo lên không lâu sau đó nơi này sẽ tới một nhóm lớn người mới đến lúc đó ta có thể thừa dịp loạn mang theo các ngươi gia nhập đến CP9 bên trong, về phần, thả các ngươi hoàn toàn rời đi. Vậy thì không có khả năng, cái giá phải trả kia không phải ta có thể trả nổi, muốn ở chỗ này thối chết người, ta sẽ không trách các ngươi. Muốn rời khỏi nơi này, ta sẽ nhìn các ngươi. Nói xong những lời này, vì kia vừa rồi rất là tức giận CP9 vào lúc này, trên mặt lộ ra loại nào đó nụ cười đến. Vẻ mặt hắn đắc ý nhìn chăm chú vào kim bằng. Hừ, tiểu tử, những người này cùng tiến lên, các ngươi có thể kiên trì được bao lâu đây? Đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, hẳn là phải trả một cái giá không nhỏ đi. Đương nhiên, người trong thế giới hải tặc tự nhiên là không biết cái gì gọi là hệ thống. Nhưng mà trên mặt Kim Bằng vẫn không có thần sắc gì biến hóa, chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương. Cái này CP9, như thế nào mới có thể đem hắn cho lừa vào đây đây? Đối với Kim Bằng mà nói, trái tim của những người này, xem như đại bổ, bất quá, số lượng có hạn, nhìn như có không ít người. Nhưng mà ba người bọn họ đến chia, vạn nhất có chút không đủ thì làm sao bây giờ? Cái này CP9, thực lực cường độ cũng là tuyệt đối so với cái này trong địa lao người mạnh hơn một ít. Trái tim đối phương nói không chừng sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt không nhỏ. Về phần nuốt người, trong lòng Kim bằng một chút cảm giác cũng không có nếu là lúc trước vừa mới xuyên qua tới thời điểm trong lòng của hắn có thể là sẽ phi thường kiên kỵ nhưng giờ thì sao hắn đã là ở chỗ này đợi có một năm sống sót ở chỗ này đó là cỡ nào gian nan giờ phút này ở trong địa lao những người khác nghe cái kia CP chính lời nói trong mắt thần sắc dần dần tản mát ra cực lớn ánh sáng đến bọn họ đúng là muốn đi ra ngoài nhất không ai muốn ở trong địa lao này một mực đợi có người thậm chí là ở chỗ này đợi hơn 2 năm, quần áo trên người đã sớm là tổn hại không thành hình dạng. Giờ phút này nghe được hai chữ, trong mắt mọi người đều tản mát ra một tia tinh quang. Đi ra ngoài hai chữ, đã là tách tan hết thảy sợ hãi trong lòng bọn họ. Nói không chừng ngũ lão tin giờ phút này ở trước mặt bọn họ, bọn họ cũng vẫn dám động thủ. Lên! Giết bọn họ! Chỉ cần giết bọn họ! Chúng ta có thể đi ra ngoài! rốt cục, rốt cục là có cơ hội đi ra ngoài. Trong địa lao, đại bộ phận người trên mặt chính là hoàn toàn không có cái gọi là sợ hãi. Sợ hãi. So với chết, bọn họ tuyệt vọng nhất chính là vẫn vĩnh viễn ở chỗ này chờ chết. Khóe miệng kim sư hừ ra một luồng khí lạnh, trong mắt hắn lộ vẻ khinh thường. Trong thời gian một hai ngày này, hắn trở nên mạnh mẽ không phải ảo giác gì. Giờ phút này, thật đúng như lời kim bằng nói, những người này cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của bọn họ chỉ bằng các ngươi chiến ý trên người kim sư bảo tát sát khí yêu tộc tự sinh trong cơ thể hoàn toàn tràn ngập ăn mòn toàn bộ địa lao tất cả mọi người trong địa lao đều vào lúc này cảm giác toàn thân mình bị dội một chậu nước lạnh trong lòng đối với kích động đi ra ngoài không hiểu sao lại lạnh xuống nhưng mà kim sư sẽ không chờ bọn họ làm phản ứng gì thân hình khẽ động hình như là một đạo kim quang hiện lên. Phanh. 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 Trên mặt đất lại xuất hiện mấy thi thể không đầu. Về phần ngọc tượng, cũng đồng dạng là như thế, bất quá tư thái nhìn qua mang theo vài phần ưu nhã. Nhị ca ngọc tượng, nếu là đi xem bóng lưng, sẽ phát hiện rất là gầy gò, nếu là trên đầu lại mang theo một cái dài cuốn tóc giả, nói là một nữ nhân tám phần cũng có người tin tưởng bất quá một hai phút thời gian trôi qua trong địa lao chỉ còn lại ba huynh đệ kim bằng hai cái chính phú chính theo ngay từ đầu hưng phấn tức giận đến dần dần khó hiểu cuối cùng lại biến thành hoảng sợ hai người kim sư và ngọc tượng vừa rồi dết chóc quả thực chính là hổ vào bầy cừu lúc mới bắt đầu mọi người đều có lòng phản kháng nhưng trên đường rất nhanh đã có người cầu xin tha thứ chỉ bất quá khi lựa chọn động thủ một khắc kia bắt đầu Cầu xin tha thứ đã là không có tác dụng gì. Hai vị CP chính đại nhân, xem ra là ta thắng, không bằng như vậy, các ngươi mở cửa ra, chúng ta cùng nhau nói chuyện thế nào. Kim bằng từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua trong địa lao, bất luận kẻ nào liếc mắt một cái. Hắn biết, những người này không thể nào là đối thủ của đại ca và nhị ca. Về phần trước mắt hai cái chính phú chính, đương nhiên không phải ông cái gì cùng đối phương hòa đàm các loại nói nhảm. Kim bằng chính là muốn lừa đối phương vào, sau đó giết, nuốt tim, lạch cạch. Hai cái chính phú chính bởi vì Kim bằng lời nói, đồng loạt lui về phía sau vài bước. Giờ phút này thân hình của bọn họ đó là rung rẩy giống như cái sàn đồng dạng. Nếu như nói Kim sư cùng Ngọc tượng hai người dùng một loại cực kỳ cực hạn trạng thái dưới mới tiêu diệt toàn bộ người trong địa lao. Nhưng hiện tại sự tình cũng không phải như vậy. Hai người này dùng một loại phương thức nghiền nát tiêu diệt tất cả mọi người trong địa ngục. Những người này tử vong, vấn đề không lớn, hiện tại vấn đề là, hai người bọn họ hình như là bị kim bằng ba huynh đệ cho theo dõi. Ngươi, các ngươi, các ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Rõ ràng, rõ ràng lúc trước, còn không phải như vậy. Trong đó vị kia hơi có vẻ tỉnh táo CP9, chậm rãi lên tiếng. Hắn ngón tay nâng lên chỉ vào kim sư cùng ngọc tượng hai người. Trên lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Hải lâu thạch trước mặt xây dựng lên cửa địa lao được gia cố, tự hồ là không cho hắn bao nhiêu cảm giác an toàn. Mà hình ảnh trên tay kia sâu điện thoại cũng không có tắt. Tất cả những hình ảnh xảy ra ở đây đều được ghi lại. Muốn biết không? Muốn lực lượng sao? Mở cửa ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Chương 7 Chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng cần tìm chúng ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio kim bằng nghiến răng trong cảm giác của hắn môn hộ trước mặt căn bản là ngăn không được hắn nhưng ở thần cốc này có đoàn kỵ sĩ của thiên long nhân náo loạn quá lớn hiện tại tất nhiên là sẽ bị chú ý tới tới nơi này đã là kim bằng một năm trong lòng không biết là có bao nhiêu kế hoạch trước khi lực lượng của đám người mình chưa tích lũy được đầy kim bằng cũng không có ý định bại lộ chính mình dù sao ngày mai chính là trò chơi thiên long nhân ngày mai ba người bọn họ sẽ được đưa lên cung cấp cho những người thiên long xem nhạc nghĩ tới đây trên mặt kim bằng lại hiện ra một nụ cười lạnh có lẽ mình có thể mượn cái này biểu hiện một ít giá trị tương đối hữu dụng nếu như vậy sau này mình làm cái gì cũng sẽ không bị xử tử bao gồm hai huynh đệ của mình không mở cửa sao thật đáng tiếc kim bằng nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt hiện lên thần sắc đáng tiếc dù sao chỉ là hai cái CP9 mà thôi, thực lực phi thường có hạn, những này CP9 chiến lực đại khái cũng chính là so với người trong địa lao mạnh hơn gấp đôi tả hữu. Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian trên người hai cái chính phú chính này. Đại ca nhị ca, chúng ta nên ăn cơm, lúc trước bọn họ ăn no rồi, chúng ta ăn bọn họ là được. Vị trí khác không cần, trái tim, tất cả nguồn gốc, đại bổ. Kim Bằng nói xong, tiện tay bắn ra, một cổ kình lực bay ra, trực tiếp nghiền lên thi thể. Thi thể kia lập tức nổ tung, chỉ để lại trái tim. Lập tức, kim bằng lại là vận dụng chính mình không nhiều lắm yêu lực, cái kia thịt đỏ nâng lên bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt mắt kim bằng lập tức trừng lớn. Chúc mừng chủ ký sinh, nuốt chửng vật phẩm chứa huyết nhục tinh hoa, điểm huyết mạch 141. Ngoại trừ hệ thống như vậy một tiếng nhắc nhở bên ngoài, kim bằng cảm giác được chính là này huyết nhục nhập trong miệng của mình về sau, trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều là đang hoang hô nhảy nhót. Giống như là rừng rậm vừa mới trải qua mùa đông giá rét, nên đón ánh mặt trời cùng mưa móc. Về phần mùi vị, không có mùi vị gì. Cửa vào trong nháy mắt bị lực lượng trong cơ thể mình phân giải. Bốp. Hai cái chính phú chính nhìn một màn này, ánh mắt nhất thời trừng lớn không ít, bị kim bằng máu lạnh cho hoảng sợ. Đồng thời hình ảnh sâu điện thoại trong tay bọn họ cũng rơi trên mặt đất. Điều này làm cho hai người nhất thời cũng phản ứng lại, bọn họ đem trước đó hết thảy đều đã là ghi chép lại. Mà chuyện xảy ra trước mắt đã không phải là bọn họ hai cái nho nhỏ CP9 có thể đi giải quyết. Hoặc là đi tìm CPU, hoặc là đi tìm năm người kia. Hai người lập tức đứng dậy, một câu cũng không nói, trực tiếp nhặt lên hình ảnh sâu điện thoại trên mặt đất, quay đầu chạy đi trên đường còn ngã một chút bất quá hai người đó ngay cả đầu cũng không dám quay lại vẫn chạy về phía trước sắc mặt kim bằng cũng khôi phục bình thường tam đệ ta cảm thấy chúng ta có thể dết đi ra ngoài theo thực lực hiện tại của chúng ta mà nói những kia cp 9 cũng không phải là đối thủ của chúng ta kim sư sắc mặt phóng đãng vô cùng hắn lúc này hưng phấn lớn tiếng nói đều là có thể ở trong địa lao nổi lên một chút cương phong Ngọc Tượng cũng đồng dạng rất là hưng phấn nhéo nhéo bàn tay. Diệt sát toàn bộ địa lao người, đã là cho bọn hắn hai cái cực lớn tự tin. Kim bằng ngược lại lắc đầu. Đại ca nhị ca, chúng ta giết những người này không tính là gì, nơi này chính là địa bàn của Thiên Long Nhân, trọng binh canh gác, chúng ta giết không được, coi như là giết đi phải trả giá cũng không ít. Nếu nói giết đi ra ngoài, điểm này, Kim bằng cũng không phải không có suy nghĩ qua chỉ là hiện tại bọn họ còn quá yếu. Hiện tại chúng ta cũng có thể không bị cái này Hải Lâu Thạch ảnh hưởng, điểm này chúng ta hiện tại cũng không thể bại lộ. Chúng ta lúc trước nuốt vào ác ma trái cây, căn bản không phải bình thường ác ma trái cây, hẳn là thế giới chính phủ thí nghiệm sản phẩm, cho nên kế tiếp chúng ta thích hợp làm quá đáng một chút, chính phủ thế giới cũng sẽ không làm gì chúng ta. Tỷ Như, hắn sau đó tại Thiên Long Nhân trò chơi ở giữa, bắt lấy một cái Thiên Long Nhân làm mồi nhữ, không ngừng săn giết những cái kia CP9 hoặc là CP0. Làm như vậy, tuyệt đối sẽ chọc giận người Thiên Long. Chỉ có điều, bởi vì tầm quan trọng của bọn họ, chính phủ thế giới cũng sẽ không làm quá phần, ít nhất sẽ không lấy mạng bọn họ. Tỷ như, đem những Thiên Long nhân kia làm mồi nhữ. Lập tức Kim Bằng nói ra một phần ý định của mình. Lấy Thiên Long làm mồi nhữ, săn giết cái khác CP9 hoặc là CP0 bọn họ lợi dụng huyết khí trong đó để cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lấy trạng thái hiện tại của bọn họ mà nói toàn thân bọn họ hiện tại chính là không có một chút tiêu hao trong không khí những huyết khí kia đang hướng về phía bọn họ nhanh chóng vọt tới không ngừng bổ sung trong cơ thể bọn họ trống rỗng đồng thời đã lâu không thấy một loại cảm giác ăn no cũng xuất hiện từ trên người bọn họ hiện tại hai người kim sư và ngọc tượng thần sắc đồng loạt chấn động Nguyên nhân rất đơn giản, lấy thiên long làm mồi nhữ điểm này, hoàn toàn chính là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ở cái này hàng hải thế giới bên trong, đại bộ phận người, đều là biết thiên long nhân chính là thế giới quý tộc. Hơn nữa còn thống trị đại dương suốt 800 năm. Trên biển rộng, hải tặc nhiều biết bao, nhưng là chân chính là dám giết chết người thiên long, cũng không có mấy người. Nơi nào giống như là kim bằng như vậy, trực tiếp đem người thiên long làm mồi nhữ tam đệ, ngươi làm như vậy, vạn nhất những thiên long nhân kia, chính là muốn ngươi chết, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Kim sư vẻ mặt thận trọng. Dù sao theo hắn xem ra, chuyện này mang đến chỗ tốt rất là rõ ràng, nhưng là sau đó khả năng phải trả giá đại giới, vẫn là không nhỏ. Chỉ là lại nghĩ đến, hắn cùng ngọc tượng hai người, bởi vì kim bằng từ đó đạt được đủ loại biến hóa. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Về phần ngọc tượng, thì là phi thường nghiêm túc nhìn Kim Bằng. Hắn là người tuyệt đối tin tưởng Kim Bằng. Đại ca, không cần lo lắng, Tam Đệ không phải cái gì không biết trời cao đất trọng người, Tam Đệ nói có lý, thiên long nhân ở giữa, cũng là phân quý tiện. Quả hồng chọn quả mềm bóp, chúng ta tìm một người thiên long rõ ràng đã rất phế làm mồi nhữ là được. Tam Đệ, để nói trước đi, chúng ta phải làm thế nào? Trong ánh mắt ngọc tượng mang theo sự chắc chắn. Trong địa lao, âm mưu bí mật của ba người cũng không có ai biết biết cũng sẽ cảm giác được kim bằng rốt cuộc là điên cuồng cỡ nào cuối cùng sau khi nói xong kế hoạch kim bằng nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất đại ca nhị ca những thi thể này giao cho các ngươi kim bằng nói một phen như vậy làm cho hai người lại sửng sốt bọn hắn hiện tại cũng biết thể chất của bọn hắn đã bị kim bằng thay đổi kèm theo cường hãng khí huyết đồ vật đối với bọn hắn mà nói hiệu quả rất là không tệ có thể nói một loại đại bổ dược. Trên thực tế, ở Kim Bằng xem ra, hắn hiện tại cũng không phải phi thường cần huyết mạch điểm. Để cho đại ca cùng nhị ca hai người, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, ngưng tụ ra ngàn mét to lớn yêu tộc bản tướng, bản thân hắn cũng là sẽ thu được không nhỏ khen thưởng. Về phần huyết mạch điểm, còn nhiều thời gian, có rất nhiều biện pháp. Trước mắt tài nguyên có hạn, quy hoạch hợp lý mới được. Tam đệ, ba người chúng ta kỳ thật là đủ phân. Kim sư hiếm khi khôn khéo một hồi. Kim bằng thì nhẹ nhàng lắc đầu. Đại ca nhị ca, nghe ta, sau này ta còn có kế hoạch. Ngọc tượng nghiêm túc nhìn Kim bằng một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Trong thời gian sắp tối. Trong thánh địa, trong bàn cổ thành, giữ quyền lực. Năm cái lão giả khuôn mặt lạnh lùng nhìn trước mặt hai cái chính phú chính. Hai tên phế vật các ngươi tới chính là nói những thứ này sủng vật không đủ, ở bên trong thả một ít là được, cần gì tới đây hỏi đến chúng ta. Chương 08 Kinh khủng trực giác Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thổ tinh sắc mặt rất là lạnh lùng, kỳ thật cũng không chỉ là hắn, chính là ngay cả mặt khác bốn người sắc mặt cũng đều là cực kỳ kém. Mấy người bọn họ còn tưởng là chuyện gì chứ? Thì ra là việc nhỏ trong thần cốc. Ở trong thần cốc, thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít hải tặc cường đại, đem những hải tặc khác trong địa lao dết sạch sẽ. Tại để cho một ít CP9, dùng hải lâu thạch xiền xích đem bọn hắn trói lại là được, loại chuyện này còn cần chúng ta tới dạy ngươi sao? Một vị khác mang theo kính mắt, đầu trọc, cầm một thanh trường kiếm ngũ lão tinh, khuôn mặt cũng rất là bất thiện. Nguyên bản lúc này năm người bọn họ cũng nên nghỉ ngơi một chút. Kết quả có người nói là thần cốc xảy ra chuyện, bọn họ còn tưởng rằng chuyện lớn bao nhiêu. Không ngờ chính là trong địa lao toát ra hai ba cái tương đối mạnh người, đem những người khác tất cả đều cho diệt, loại chuyện này đi qua thời điểm, cũng không phải là không có phát sinh qua. Nhưng mà, nhưng mà, hai người kia vài ngày trước còn không có thực lực như vậy. Chúng ta, chúng ta biết rồi. Hai chính phú chính, một trong số đó vẫn muốn giải thích điều gì đó. Nhưng đồng lưu bên cạnh hắn lập tức đáp lại lời ngũ lão tinh nói nhưng mà cũng chính là một câu vài ngày trước còn cũng không có thực lực như vậy những lời này để thổ tinh không khỏi nghĩ tới kim bằng ba huynh đệ một năm trước hắn ném tới tàn sát trò chơi bên trong những cái kia trái ác ma mỗi cái đều là trải qua chiết xuất sau có được nhưng công nghệ đều có chút không thành thục mỗi người tại nuốt vào hắn trích chế tạo ác ma quả sau hoặc là chính là thân thể trực tiếp bạo thể mà chết hoặc là chính là giống kim bằng ba huynh đệ đồng dạng mỗi cái nửa người nửa thú tư thái. Kim bằng tuy nói cũng không có thú hóa diện tích lớn, nhưng mấy sợi lông vàng sáng trên đầu, căn bản không thể thu hồi lại. Hơn nữa ba người này thường xuyên sống tạm bợ, hắn ngay từ đầu còn chú ý vài phần, về sau chính là căn bản không thèm để ý. Khoan đã, các ngươi là nói ba người kia, có phải hay không kim bằng ba huynh đệ? Sa tuôn bỗng nhiên hứng thú. Mặt khác bốn cái ngũ lão tinh sắc mặt có chút quái dị, bọn họ đột nhiên là nhớ tới một năm trước trích lấy ác ma quả nói như vậy hiện tại chết sạch sẽ địa lao người là lúc trước nuốt vào bọn họ chiết xuất chế tác mà thành ác ma trái cây những người kia nhưng những người đó không phải đã chết sạch sẽ rồi sao chúng ta mang đến hình ảnh sâu điện thoại không có tại vì cái gì sẽ có hình ảnh điện thoại trùng điểm này sau đo liền bình thường thiên long nhân làm những kia biến thái sự tình bọn họ năm người cũng là biết được năm người đem hình ảnh trong hình ảnh trùng tiến hành xem xét một phen mỗi người thoáng gật đầu đúng là so với lúc trước mạnh hơn không ít để cho bọn họ sống thêm vài ngày chờ sau khi giải quyết tên lóc két kia sẽ xử lý ba người bọn họ đối với ngũ lão tinh mà nói hiện tại kim bằng ba huynh đệ trong mắt bọn họ đúng là mạnh lên không ít bất quá cũng chỉ là không hơn đã một năm trôi qua kể từ khi ba người nuốt trái ác ma đem thời gian kéo dài đến một năm, ba người này thực lực tăng trưởng, liền không cần thiết quá mức để ý. Kỳ thật, đám người ngũ lão tin bỏ qua một điểm, đó chính là lực lượng của ba huynh đệ kim bằng cũng không phải là một năm tăng trưởng lên, mà là trong thời gian một hai ngày ngắn ngủi. Một bên khác, thần chí cốc, ở giữa, một đám hải quân cũng là vừa mới đổ bộ. Thống chế hải quân hiện tại, không quân, và chiến quốc và các còn có một vị đại tướng thời kỳ này, lục viên. Capu, tôi thực sự không muốn anh đến đây, Tenryu. Đối với chiến quốc mà nói, hắn là vì sau này có thể trở thành nguyên soái, lấy thực hiện tốt hơn chính nghĩa trong lòng hắn. Mà cách tới nơi này, chính là nghe nói, Roger cũng rất có thể ở không lâu sau đi tới thần cốc. Thế nhưng là hôm nay tới nơi này về sau, Cáp mới phát hiện, thiên lòng nhân ác, hắn vẫn là có chút đánh giá thấp nhìn thấy bạn thân của mình sắc mặt đen đến tím tái chiến quốc bất đắc dĩ thở dài đương nhiên chính hắn đối với thiên long nhân cũng không có hảo cảm gì là được các thần sắc cứng nhắc bàn tay gắt gao nắm tay tương lai coi như là hắn có thể tấn thăng đến đại tướng cấp bậc chiến lực cũng sẽ không lựa chọn tấn thăng sau khi trở thành đại tướng phải bảo vệ những con heo ngu xuẩn kia đùa gì chứ các ánh mắt lại là chú ý tới cách đó không xa một cái thiên long nhân trong tay cầm roi điên cuồng quất lấy chính mình nô lệ thần cốc nơi này quanh năm đều là có một ít thiên long nhân ban đêm nhìn thấy cũng không phải là không thể vì phòng ngừa một ít chuyện ngoài ý muốn phát sinh không vẫn cố ý lựa chọn ban đêm mới đến chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi hồi phục một phen đi mấy ngày kế tiếp chúng ta phải ở chỗ này sắc mặt trống rỗng cũng phức tạp như vậy hiện tại thời đại này còn cũng không phải roger mở ra đại hải tặc thời đại cho nên vĩ đại trên đường hàng không còn cũng không có sau đó nhiều như vậy số lượng hải tặc đám người cáp đương nhiên là không có dị nghị cũng không biết có phải là một loại ảo giác hay không cáp cùng chiến quốc hai người thường xuyên nhìn về phía xa đấu thú trường nơi đó bọn họ luôn cảm giác nơi đó giống như là có cái gì khủng bố đồ vật đồng dạng cùng lúc đó trong địa lao kim bằng cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn cảm giác được, hiện tại thần cốc hình như là tới một ít người. Hắn không phải vì bọn họ mà đến. Nếu không, những khí tức kia vừa lên đảo, trực tiếp liền hướng về bọn họ nơi này tới, nhưng là đối phương, lên đảo về sau cũng không có hướng về bọn họ nơi này mà đến. Như vậy, trước mắt mà nói, thiên long nhân, bao gồm cái kia ngũ lão tinh, theo bọn hắn xem ra chính mình ba người như cũ là không có gì to lớn uy hiếp. Như vậy không còn gì tốt hơn trong lúc nhất thời trên mặt kim bằng cũng chậm rãi lộ ra nụ cười như vậy là tốt nhất đại ca nhị ca khôi phục thế nào rồi kế tiếp chúng ta có thể tu luyện một ít đồ vật tương đối tốn sức thái cực quyền không yếu bất quá thái cực quyền trong đầu kim bằng kia chính là phiên bản thể dục phát thanh kiếp trước đã học qua rèn luyện một chút vẫn có thể nhưng trạng thái hiện tại của họ có thể đánh tám bộ kim cương công rồi giờ phút này địa lao, không có một cổ thi thể. Vốn bọn họ đúng là có thể dựa vào thôn vệ thi thể, để cho thể lực của mình khôi phục, bao gồm để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ. Nhưng là tại thanh lý thi thể thời điểm phát hiện, đem thi thể đánh thành huyết vụ còn có thể lần thứ hai hấp thu. Tuy nói là không nhanh bằng trực tiếp cắn nuốt trái tim, bất quá coi như là một loại phương thức lợi dụng thi thể. Cánh tay vừa mới khôi phục, tam đệ, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Thanh sư cười gằn, rốt cuộc bọn họ cũng có hy vọng ra ngoài. Gọi Kim sư sợ lẫn lộn với nhân vật chính, sau này gọi là Thanh sư. Hiện tại Thanh sư, một bàn tay khác đã hoàn thành tái sinh. Tuy nhiên Voi Ngọc cũng không có mọc lại răng của mình. Lấy tính tiểu của người Thiên Long mà nói, sau khi mọc lại răng này không được mấy ngày, sợ là lại bị cắt. Thiên Long nhân gọi CP9 không được, sẽ gọi CP0. CP00 được nói không chừng sẽ gọi tới thần chi kỵ sĩ đoàn. Trước mắt, bọn họ còn không thích hợp cùng thiên long nhân triển lộ hết lực lượng của mình. Kế tiếp, đổi một loại phương thức trèn luyện, hừng đông về sau, dựa theo chúng ta nguyên bản kế hoạch, săn giết những kia CP9, lại có biến cố gì, ngày mai đêm lại nói. Chương 09 Cho tới nay nhận được các vị chiếu cố. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ký chủ kim bằng, trước mắt ký chủ yêu tộc huyết mạch cường độ. 15.100, trước mắt ký chủ bị yêu tộc lực lượng cung cấp ngược. 10, trước mắt trung thành với ký chủ yêu tộc rèn luyện bội xuất. 50 giữa số lượng yêu tộc hiện tại trên thế giới. Không hiện tại huyết mạch điểm. 1427 tôi lại là một đêm trôi qua. Thực lực của ba người lại tăng lên không nhỏ trong đó thanh sư cùng ngọc tượng hai người đều là đối với thực lực của mình tăng lên tốc độ, cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình rèn luyện như vậy một lát, đều là tương đương với người bình thường rèn luyện non nửa năm trạng thái. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là do huyết mạch yêu tộc của bản thân bọn họ. Cùng với hệ thống kim bằng mang đến tăng tốc rèn luyện gấp 50 lần. Về phần bản thân kim bằng, tuy nói cũng không hấp thu được bao nhiêu huyết khí, nhiều nhất cũng chỉ là làm cho mình không đói bụng mà thôi nhưng thực lực của hắn tăng lên so với hai người thanh sư và ngọc tượng cũng chỉ cao không thấp một mặt là bởi vì hắn có huyết mạch yêu tộc vượt xa thanh sư và ngọc tượng mặt khác thực lực của hai người thanh sư và ngọc tượng cũng sẽ tạo thành một trình độ nhất định tại những này thêm vào dưới kim bằng có thể cảm giác được chiến lực của mình quả thực chính là giống ngồi hỏa tiễn đồng dạng không ngừng tăng lên Cơ hồ là tại mỗi phút mỗi giây đi qua, trong cơ thể của hắn một chút kinh mạch cơ bắp chính là sẽ rất nhanh xé rách tái sinh. Cảnh tượng này, tại mỗi phút mỗi giây trôi qua, cơ hồ là lặp lại trên trăm lần giống nhau. Tam đệ, sau khi chúng ta ra ngoài, đệ có tính toán gì không? Trong mắt Ngọc Tượng, trước mắt bọn họ đi ra ngoài là một chuyện tất nhiên. Phát triển thêm nhiều người như chúng ta, sau đó hạ gục chính phủ thế giới, chỉ đơn giản như vậy. Tuy nhiên điều này cũng phải đi ra ngoài trước đã. Chỉ cần đi ra ngoài, chúng ta muốn phát triển như thế nào cũng được. Lời nói của Kim Bằng cũng làm cho Ngọc Tượng nhẹ nhàng gật đầu, quả thật, lấy loại năng lực này của Kim Bằng mà nói, không ai sẽ cự tuyệt lực lượng. Tam đệ, vạn nhất những người đó không trung thành với chúng ta thì sao? Thanh sư thần sắc nghiêm túc, hắn đại khái cũng hiểu được ý tứ của Kim Bằng. Thế nhưng, có người sau khi đạt được lực lượng không khỏi sẽ sinh ra một ít tâm tư không nên có à đại ca lo lắng nhiều lực lượng đến từ ta nếu như bọn họ muốn đối địch với ta đến lúc đó ta tự mình xử lý là được toàn bộ hải tặc thế giới ở trong những người khác muốn tăng lên chính mình yêu tộc huyết mạch không có khả năng coi như là có khả năng tăng lên tốc độ cũng tuyệt đối là không có chính mình nhanh và cũng không có thằng ngu nào làm thế đại ca không cần lo lắng hôm nay đừng quên kế hoạch của chúng ta ta sẽ bắt được một thiên long nhân còn lại giao cho ngươi và nhị ca cơ hội của chúng ta chỉ có một lần tiếp theo muốn làm như vậy bọn họ tất nhiên sẽ có phòng bị nói xong trên mặt kim bằng cũng lộ ra nụ cười mà thanh sư cùng ngọc tượng hai người giờ phút này trên mặt cũng đồng dạng là lộ ra rất là chờ mong lại hưng phấn thần sắc hiện tại chiến lực của bọn họ cùng hôm qua so sánh lại là có không nhỏ tăng lên đi ra ngoài, tự hồ không phải là việc gì khó. Rất nhanh, ba huynh đệ chính là thấy được mười mấy cái CP9, hướng về nơi này đi tới. Trong đó có hai người, vẫn là người quen ngày hôm qua. Cùng cái khác CP9 không giống nhau, hai người này sắc mặt hoảng sợ, thần sắc rõ ràng mang theo hoảng loạn. Mồ hôi trên mặt càng nhiều, giống như hai người bọn họ vừa mới vớt từ trong nước ra. Ngoại trừ hai người này ra, mặt khác CP9 ngược lại là sắc mặt nghiêm trọng. Đối với họ, đây là thung lũng của các vị thần. Vườn sau của người Thiên Long. Ngoại trừ bọn họ những này cơ bản nhất CP9, chức trách chính là duy trì vận chuyển. Còn có là hộ vệ CP không, cùng với có thể thẩm phán Thiên Long nhân thần chi kỵ sĩ đoàn. Ở đây rất an toàn. Kim bằng ba huynh đệ là có chút thực lực, có thể giết chết toàn bộ địa lao người. Nhưng rồi sao? không có bổ sung nữa là được. Hôm nay Thiên Long trò chơi, hạng mục là cái gì, lẫn nhau tàn sát hay là, vây công giả thú? Về cơ bản, đó là cả hai. Ở chỗ này đợi một năm, Kim Bằng chưa thấy qua loại thứ ba. Bất quá hôm nay hắn ngược lại muốn hỏi một câu. Cái kia hôm qua gặp qua CP9, tại nghe được Kim Bằng lời nói về sau, thân hình không khỏi rung lên. Bọn họ hôm qua chính là tận mắt nhìn thấy, kim bằng ba huynh đệ là như thế nào toàn bộ diệt toàn bộ địa lao người so với thực lực của đối phương hai người bọn họ càng thêm sợ hãi chính là kim bằng ba huynh đệ cái loại này nhìn người giống như là nhìn đồ ăn đồng dạng ánh mắt cái loại cảm giác bị coi là con mồi này rất không dễ chịu nhưng mà hai người bọn họ còn không có lên tiếng cái khác cp chín chính là nhìn không được thật ngại quá ba tên ngu xuẩn các ngươi vận khí không tốt là tàn sát lẫn nhau ta nghe nói các ngươi vẫn là hảo huynh đệ. Đúng vậy, ba người các ngươi vận khí thật đúng là không được tốt lắm, không phải đấu thú, lại nói cho các ngươi một cái kinh hỉ, trong ba người các ngươi, cuối cùng sống sót cái kia, còn có thể bị thần tự tay giết chết. Trong lúc nhất thời, những CPU khác đều là chăm chọc. Có thể ở thần cốc nơi này đã xuống CP9, mỗi cái đều là máu lạnh côn đồ. Đồng thời trong lòng tuyệt đối trung thành với thiên long nhân, hơn nữa nguyện ý xưng thiên long là thần. Nhưng mà sau khi nói ra mấy lời như vậy, hôm qua cái kia hai cái CP9, thân hình tại thời khắc này rung rẩy như là một cái sàn đồng dạng. Các CP9 khác vẫn chưa chú ý đến chi tiết này. Vẫn là mở miệng chăm chọc. Ba huynh đệ ngược lại liếc mắt nhìn nhau. Họ đã có kế hoạch từ lâu. Nếu như là hôm nay Thiên Long trò chơi không phải đấu thú, như vậy, bọn họ có thể ở lúc đi ra ngoài, trước hết giết một xcp 9 về phần có chọc giận người thiên long hay không điểm ấy lại càng không có khả năng trong mắt người thiên long chỉ có người thiên long còn lại cái gì cũng không phải bao gồm cả chính phú chính như vậy a à, thật đúng là đáng tiếc a à, mở cửa đi hôm nay thật đúng là một ngày tốt a à. thần sắc trên mặt kim bằng hoàn toàn không có gì biến hóa hắn cũng không cần phải so đo với một đám người đáng chết ha ha, đúng là ngày tốt. Chuyện gì xảy ra vậy, Muraki, sao cậu còn chưa mở cửa cho ba tên ngu xuẩn này? Cuối cùng, một trong những chiếc CP9 đã lấy chìa khóa và nhanh chóng mở cửa hầm ngục. Răng rắc. Thanh âm mở khóa, thanh thúy vang lên, cũng không biết có phải là một loại ảo giác hay không, ba người kim bằng đều cảm giác thanh âm này cực kỳ dễ nghe. Các ngươi. Cũng chính là vào lúc này, tên kia vừa mới mở cửa CP9 đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng, đồng thời hắn còn cảm giác được, chính mình tự hồ là thả ra cái gì ghê gớm đồ vật giống nhau. Tích tắc mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trên mặt hắn hiện lên, nhỏ xuống sàn nhà lạnh như băng. Lúc này, cũng không có bất kỳ một cái chính phú chính nào lên tiếng lần nữa. Chỉ loáng thoáng nghe được vài tiếng, nuốt nước miếng. Cho tới nay, thật sự là được các vị chiếu cố, hiện tại, lưu lại đi. Kim bằng thản nhiên nói vừa nói xong đồng thời. Phanh. Cánh cổng của Đung Gôn đã bị phá vỡ hoàn toàn. Vừa mới phụ trách mở khóa cái kia CP9, tại chỗ thành thịt nát. Cái khác CP9, cũng là vào lúc này, thành chim sợ cành công. Đặc biệt là hai người phụ trách đưa cơm ngày hôm qua. Hai người bọn họ quay đầu bỏ chạy, không chút do dự. Chương 10 Chúng ta hải quân chính nghĩa, cứu không được bọn hắn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thôn Mộc cùng một vị đồng liêu khác của mình, rất nhanh chạy trốn. Nguyên bản hai người bọn họ, hôm nay là không có ý định tới, nhưng là một đám CP chính đẩy bọn họ tới. Trên đường tới, hai người bọn họ còn tưởng rằng bên mình nhiều người như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra biến cố gì. Hoặc là nói, kim bằng bọn hắn ba huynh đệ là sẽ bận tâm, bọn hắn những này CP chính là người thiên long chó, do đó sẽ không ra tay. Nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn là dạy cho hai người bọn họ một bài học. Trong mắt đối phương, căn bản cũng không có gì sợ hãi cùng sợ hãi. Thân thể xé nát thanh âm, phía sau đông đảo cái khác CP9 cầu xin tha thứ thanh âm, cùng với các loại tiếng kêu thảm thiết. Giống như là ác mộng, xé rách hai người. Từ sau khi tới thần cốc, hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên sợ hãi như vậy hơn nữa hai người cũng không dám quay đầu lại. Nhanh lên, nhanh lên. Phía trước cách đó không xa chính là lối ra, chỉ cần hai người bọn họ đi ra ngoài, chính là sẽ rất an toàn. Bên ngoài nhưng là không chỉ có cp chính, còn có đông đảo CP không hộ vệ. Và những hiệp sĩ cao quý của các vị thần. Cứu hai người bọn họ hẳn là Foxy. Bỗng nhiên một trận cảm giác trời rung đất chuyển truyền đến. Tất cả mọi thứ trước mắt họ quay cuồng, dường như họ cũng nhìn thấy hai thi thể không đầu. Chật, thật đúng là đáng tiếc, lại nói tiếp, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi có thể tránh thoát một kiếp. Kim bằng nhìn hai cổ thi thể không đầu, phát ra một chút cảm khái. Hôm qua hai người này rời đi, trong lòng hắn phỏng chừng, hai người này hẳn là sẽ trốn tránh. Nhưng hôm nay lại tới nữa. Thôi, không sao cả. Tam đệ, tổng cộng là 21 cái chính phú chính đâu rồi, huyết khí của bọn hắn thế nhưng là so với địa lao ở trong những người kia cường không ít khóe miệng thanh sư giờ phút này nụ cười còn khó ép hơn a ca vẻ vui sướng trên mặt gọi là sung túc giống như một đứa trẻ kích động ngọc tượng ngược lại có vẻ hơi bình tĩnh hắn cũng rất là vui vẻ nhìn kim bằng đại ca nhị ca những huyết khí này các ngươi hấp thu là được kế tiếp để cho ta cẩn thận nghe một chút bên ngoài bọn họ có an bài gì thanh sư mới nói được một nửa kim bằng liền cắt ngang trên thực tế hắn hấp thu hay không hấp thu những người này huyết khí ý nghĩa không lớn những người khác còn không có nhìn thấy càng miễn bàn cái gì chuyển hóa yêu tộc chuyện này chỉ có đi ra ngoài mới có thể mưu đồ về phần tăng lên thực lực của hắn liền hắn hiện tại huyết mạch cường độ chính mình tu luyện mang đến tăng lên cũng không kém hơn nữa còn có thanh sư cùng ngọc tượng hai người thực lực tăng lên mang đến nuôi ngược cho nên kim bằng cũng vội vã hấp thu huyết khí. Căn cứ hắn vừa mới quan sát, lấy chính mình đại ca nhị ca giờ phút này chiến lực đến xem. Hẳn là cường giả so với cấp bậc đại tướng hải quân cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Dù sao những này CP9, tại đơn thuần là đối mặt với khí tức của bọn họ lúc, cũng đã không cách nào nhúc nhích. Ai? Tam đệ, những huyết khí này ngươi không cần. Đại ca, không nên lãng phí tam đệ hảo ý những này huyết khí chúng ta nhanh chóng hấp thu tam đệ có tính toán của mình những phế vật này không xứng trở thành tam đệ chất dinh dưỡng tượng ngọc là một người tương đối chú trọng chi tiết hắn liếc mắt một cái chính là có thể đoán đại khái suy nghĩ của kim bằng tình cảm của ba huynh đệ bọn họ là thông qua rèn luyện sinh tử để đổi lấy căn bản là không cần phải hoài nghi cái gì kim bằng nhắm mắt lại một cổ yêu lực bám vào lỗ tai đồng thời toàn bộ địa mạo địa hình của thần cốc bao gồm cả thần cốc hiện tại rốt cuộc là có bao nhiêu người còn có những thanh âm hỗn độn trong thần cốc cùng nhau tràn về trong đầu hắn cũng nhờ có hiện tại kim bằng thực lực khủng bố nếu không chỉ cần là những này hỗn độn tin tức tựu là có thể đem hắn vọt thành kẻ ngốc sao còn chưa ra tên nô lệ chết tiệt này nhất định là ngươi ảnh hưởng đến ta ta vừa rồi hình như là quên đặt cược không biết hôm nay ba món đồ chơi này thế nào cuối cùng nếu sống sót hơn nữa còn tương đối hung ác ta nhất định phải thu lại sau này ra ngoài nắm tay có bao nhiêu mặt mũi a à? kim bằng đối với những lời nói vô dụng này cũng không có cảm giác gì quá lớn trực tiếp che đậy trong lòng cũng có chút chờ mong bởi vì hắn phát hiện hôm nay bố trí toàn bộ thần cốc có chút không giống hải quân lại xuất hiện ở thần cốc lúc trước hắn cảm giác được mấy cổ khí tức không yếu nguyên lai những khí tức này chủ nhân là hải quân a chiến quốc còn có rảnh trừ cái đó ra còn có mấy cái tương đối cường đại hải quân khí tức hậu thế cũng chưa từng thấy qua như vậy nói rõ những người này hẳn là chết ở thần cốc trừ lần đó ra thần chi cốc phía trước hội trường chỗ đài cao còn bày sáu cái rương không cần nhìn cái rương này khẳng định không phải cho bọn hắn chuẩn bị là cho ngày mai đồ sát trò chơi thiên long nhân tiền đặt cược phần thưởng bố trí như vậy nói rõ là khắc tư sắp tới thì ra là thế như vậy có thể không cần lưu thủ cơ hội lần này nhất định phải nắm chắc lần sau lúc ra ngoài chính là lúc loạn chiến cùng lúc đó trong đám người của hải quân cách cùng chiến quốc hai người sắc mặt đó là kêu một cái khó coi xanh mét đặc biệt là cát đã nhắm mắt lại giờ phút này hai tay của hắn đã là nắm thành nắm đấm không ngừng run rẩy sau khi vào thần cốc tất cả những gì hắn nhìn thấy quả thực chính là nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại hắn tự hồ cũng là có chút rõ ràng, vì cái gì, không chỉ để cho bọn hắn những người này lên đảo, cái khác hết thảy hải binh, trung tướng, vân vân một loạt hải quân ở trong trung kiên chiến lực. Tất cả đều ở trên quân hạm, căn bản không có lên đảo. Thậm chí là lấy đồ ma lệnh quy cách, bảo vệ thiên long nhân an toàn, đem những người đó tất cả đều đặt ở trên quân hạm lý do này vô luận là cho ngũ lão tinh hay là những hải quân kia đều là phi thường thích hợp chiến quốc sắc mặt cũng lạnh như băng bất quá hắn cũng không có biện pháp gì chỉ có sau khi hắn làm nguyên soái dựa vào chính nghĩa bất đắc dĩ trong lòng hắn để làm đến trình độ mình đủ khả năng cát bình tĩnh một chút chiến quốc anh không cần khuyên tôi bây giờ tôi rất bình tĩnh xem ra lúc trước tôi từ chối thăng chức là đúng hai người nhỏ giọng nói chuyện để lục viên bên cạnh nghe được. Lục viên, chính là một trong những đại tướng hải quân hiện tại. Nuốt vào chính là một viên, huyễn thú chủng ác ma quả. Rất trung thành với người thiên long. Ui 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 Kapu chiến quốc ta biết các ngươi bây giờ còn không thói quen tin tưởng ta về sau các ngươi thường xuyên tới loại địa phương này sẽ thói quen nghe nói hôm nay ba người, vẫn là ba cái huynh đệ tới. Nhưng mà hôm nay trò chơi, người thiên long là muốn ba người bọn họ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng lưu lại cái kia khả năng bị người thiên long một thương bắn chết hoặc là bị thu làm nô lệ ngươi cũng không cần quá để ý sống chết của bọn họ sắc mặt cáp lập tức lạnh như băng như vậy ba người bọn họ ngay từ đầu ở địa phương nào sẽ không phải bọn họ liền sinh ra ở thần cốc chứ a à, tạp phổ đừng tích cực như vậy không khí rất nhanh liền lạnh xuống cáp cũng không tiếp tục đáp lời không bất đắc dĩ thở dài ngày mai lóc két chính là sẽ đánh tới đến lúc đó chúng ta phối hợp với người của chính phủ thế giới đem lóc két bắt lại còn lại chúng ta cũng không cần quan tâm về phần ba huynh đệ kia hải quân chúng ta chính nghĩa không thể cứu họ